Hội Chữ Thập Đỏ huyện M'Đrắk và Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ bàn giao nhà Chữ Thập Đỏ ở xã Ea Trang, huyện M'Đrắk. Bà Hợp Bợ Hợp Vinh ở Buôn Mở Bơn A thuộc diện hộ nghèo, Hội Chữ Thập Đỏ huyện M'Đrắk đã lập hồ sơ đề xuất hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình bà. Sau 2 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 kiên cố đã hoàn thành với diện tích 43 m2, có tổng giá trị 130 triệu đồng. Trong đó, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 60 triệu đồng, còn lại từ sự hỗ trợ giúp đỡ của anh em gia đình. Nhân dịp này, Hội Chữ Thập Đỏ huyện M'Đrắk, cấp ủy chính quyền xã Ea Trang cùng nhân dân Buôn Mở Bơn A đã tặng quà để giúp gia đình ổn định cuộc sống.